Hey Brand, chào các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lanta. Sáng hôm nay thì Brand đi ghé xuống cái chỗ này để đi ăn. Thì ngày hôm nay có một cái nhà hàng tại cái khu vực chợ Hồng Kông vừa mới mở tên là Hủ Tiếu Mỹ Tho. Thì là trong này sẽ bán hủ tiếu là cái chắc rồi đó. Nhưng mà mình vô đây là mình sẽ ăn thử lần đầu tiên luôn. Vừa mới khai trương cũng khoảng một tuần vừa rồi, nhưng mà tuần vừa rồi đông quá cho nên mình không có ghé. Thì ngày hôm nay là mình sẽ ghé để mình ăn thử, để mình cũng muốn review cho các bạn xem là nhà hàng như thế nào, cũng như là giá cả hay là chất lượng ra sao nha. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà hàng các bạn. Trong cái khu là cái khu chợ Hồng Kông các bạn, người Việt rất là nhiều ở đây. Nguyên cái khu này là bán đồ ăn Việt Nam rồi rất là nhiều. Các bạn đi tới cái khu này là toàn là người Việt Nam thôi. Đây là cái nhà hàng các bạn thấy không? Hủ tiếu Mỹ Tho nằm trước mặt. Ngày hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa, có 80 mấy độ F thôi các bạn. Đang là mùa thu mà rất là thích thời tiết kiểu này luôn. Đây các bạn thấy không? Phía trên đây là Hủ tiếu Mỹ Tho Việt Nam Noodle House. Nó mở cửa vào Tuesday, tức là đúng một tuần trước ngày 1 tháng 10 các bạn. Bây giờ mình vô trong thử. Bên trong đẹp. Các bạn thấy cái trang trí không? Thì nó rất là Việt Nam hơn. Bây giờ là mình vừa mới vô rồi, bây giờ mình sẽ review các bạn là cái menu ở trong này trước để mình coi ha. Cái nhà hàng này bây giờ ở trong này mình thấy cũng rộng và trang trí nó cũng đẹp nữa, rất là gần gũi với người Việt Nam luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái menu trước. Ok các bạn, thì trước mặt các bạn là cái menu của hủ tiếu Mỹ Tho. Đã, Mỹ Tho Tiền Giang ha. Đây là cái địa chỉ này các bạn, 5495 Jimmy Carter Boulevard Suite A6 ha, bên cạnh chợ Hồng Kông đấy. Ok, mình thấy cái menu này rất là lớn, đây sẽ có rất là nhiều món ăn ở đây ha các bạn. À, mình thấy đây cũng đầy đủ đồ ăn chứ không phải là chỉ là có hủ tiếu Mỹ Tho cộng đâu nha. Thì đây cũng như là những cái nhà hàng khác thì mình cũng có khai vị nè, mình có gỏi cuốn rồi gỏi cuốn chay, các loại đồ ăn khai vị ở đây, rồi bánh bao thịt nướng, chén hoành thánh. Thì giá nó cũng bình dân các bạn, cũng ba đô mấy, chứ coi như 4 đô đó một phần đó. Rồi ở đây mình có các loại mì. Mì ở đây mình có mì 7 tô. À chắc cái này có 7 cái tô nhỏ ở đây. Thì mì 7 tô này là 19 đô các bạn. Rồi mì thập cẩm thì là 11 đô. Mì bò viên 10 đô. Mì hoành thánh 10 đô. Các loại mì ở dưới này thì cũng 8, 9, 10 đô hết các bạn. Chỉ có cái mì 7 tô là giá nó hơi mắc. Thì mình nghĩ tới 7 tô là đó, thì 19 đô. Bên đây thì mình có hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai nữa. Hủ tiếu Mỹ Tho đặc biệt thì 12 đô nè. Rồi hủ tiếu Mỹ Tho không là 10 đô. Rồi hủ tiếu mì tập cẩm, cũng khá là nhiều loại ở đây. Bên đây thì mình có mấy cái phở, ủa cái này là gì, cái phần đặc biệt. Có phở đuôi bò, phở bò viên, mì quảng nữa nè. Bánh canh cua, mì quảng thì cũng 10 đô, bánh canh cua thì 10 đô rưỡi. Ở đây mình thấy đủ, cũng rất là nhiều đầy đủ các loại đồ ăn luôn các bạn. Rất là nhiều nha. Ở đây mình hủ tiếu, mì xào, rồi nước ngọt, các loại nước ở đây nữa. Và yeah, bên đây có, đây là gọi là hủ tiếu 7 tô đây. Đây có 7 tô. Ăn sao ta? Ăn thử không? À bây giờ mình sẽ kêu thử cái hủ tiếu 7 tô này nha các bạn. 7 bowls taste. Ok, 7 tô thì có thể là 7 loại, 7 cái vị khác nhau. Cái menu làm rất là đẹp các bạn, rất là hài hòa, màu sắc cũng rất là tươi sáng. Bên đây thì mình có hủ tiếu mì tập cẩm, nhìn rất là hấp dẫn đây. Trong hình đó thì nhìn hấp dẫn rồi đó. Một chút xíu nữa mình sẽ order cái 7 tô như thế này. Rồi ở đây là hình để cho các bạn coi. Thì chẳng hạn người nước ngoài vào ăn thì nhìn cái hình họ có thể là hình dung được cái món ăn của Việt Nam như thế nào, rồi họ có thể vào kêu ha. Đây cũng rất là hay, cái menu rất là lớn các bạn. Có xin tối sầu riêng chưa em? Chưa, 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 chưa,
Ok, thì mấy nhân viên, các anh nhân viên nói là mấy cái món khác chưa có, chỉ có hủ tiếu và mì thôi các bạn. Những cái món phở đồ chưa có. Thì thường thường mà những cái nhà hàng mới mở vậy là những cái món ăn nó chưa có đầy đủ lắm. Các bạn muốn ăn đầy đủ thì các bạn phải đợi một khoảng thời gian nữa. Mà đợi một khoảng thời gian nữa mà không có thì chắc trong cái menu này chắc món nó delete ra luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi mấy cái món ăn ra nha. Thường mà một số những cái nhà hàng mà ở bên Mỹ thì mình thấy có cái chữ là soft opening và grand opening các bạn. Thì một số cái nhà hàng khi mà mới mở mà họ muốn thử cái thực khách nó phản ứng như thế nào hoặc là những cái món nó chưa đầy đủ thì người ta đề cái ngày đó là ngày soft opening, tức là họ chỉ mở cửa tức là một phần nào đó thôi, tức là chưa có đầy đủ. Sẽ có một cái ngày riêng khi mà họ đã sẵn sàng hết rồi và tất cả những món ăn đã sẵn sàng mà họ muốn mở cửa chính thức luôn thì cái ngày nó gọi là grand opening. Thì theo mình nghĩ là nếu mà chưa đầy đủ vậy thì ở bên ngoài nên để là soft opening á, đó là theo ý kiến của mình thôi. Ok, và bây giờ mình đợi một chút xíu nữa đoàn sẽ ra nha. Ok các bạn, mì 7 tô vừa đem ra nè. Thì cái này chắc tự xử quá, bây giờ nhân viên chạy mất tiêu rồi. Chắc tự ăn rồi tự đem tô xuống rửa luôn. Rồi cái khay này đem xuống luôn. Ok, tại vì nhà hàng cũng mới mở các bạn cho nên là nhân viên rồi chạy tán loạn hết trơn trời. Nhưng mà không sao, các bạn cũng thông cảm nha. Bây giờ là quan trọng là mình thử cái chất lượng của những cái món mì ở trong này, đặc biệt là cái nước lèo. Ok, thì ở đây mình có 7 tô. Đây, đây đếm đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tô. Ok, thì mình có 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình có 5 tô là nước và 2 tô khô. Đó, thì sẽ có nhiều cái loại mì trong đây. Bên này là giống như là thịt nè, dạng như thịt xá xíu rồi đó. Đấy. Còn bên này là thịt xương, đó được một miếng xương thôi. Còn ở đây là khô, hủ tiếu khô thì có miếng giống như là trứng cút rồi các bạn. Đó, trứng cút rồi mấy miếng mà thịt bằm ở đây nữa. Còn ở đây là hủ tiếu bò viên, mấy cái hộp bò viên ở đây. Rồi ở đây là hủ tiếu bò, thì miếng bò này sắc lát. Cũng được 2 miếng bò, 3 miếng bò ở trong này với mấy cái hành nữa. Ở đây thì mình có một cái hủ tiếu như cái này là chim cút các bạn. Mình mục được một cái đùi chim cút ở đây, không biết con chim cút hay con chim gì nữa. Còn ở đây là mình được một con tôm với lại mấy cái crab meat, thịt cua nè các bạn, với lại mực. Ok, thì 7 tô thì lần đầu ăn hủ tiếu 7 tô các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử, không biết ăn hết hay không. Bây giờ thử cái nước súp trước nha, tại cái nước súp sẽ rất là quan trọng. Đây là cái bò viên. Rất là đậm đà. Còn bên này nước súp giống nhau. Nước súp giống nhau hết. Tức là nước súp giống nhau hết. Nói chung á, nước súp ok, nước súp good. Mà cũng có thể là do mình đang đói cho nên nó good. Dạ, yeah, thì nói chung là cái nước súp là ok rồi đó. Vậy là mình thấy cái chất lượng cũng good các bạn. Right, bây giờ mình sẽ ăn thử cái mì ở đây. Mì này mình nghĩ là mì trứng nè các bạn, cái cọng mì nó nhỏ ha, chứ không phải là mì. Ngon, mì nhỏ, ra mì trứng, mì trứng. Dạ, yeah, really good, tại vì cái nước lèo ok. Nước lèo ok là mình thấy ăn ngon rồi đó. Giờ mình sẽ bỏ rau vô. Cho bỏ ớt sa tế ăn cho ngon. Rồi bỏ thêm giá vô nữa. Đầy quá trời quá. Cái tô này nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi các bạn. Mình ăn một hớp cho là hết. Nhưng mà nếu mà các bạn húp hết nước là các bạn sẽ rất là no. Bởi vì chiến thuật này là đừng có ăn quá nhiều nước. Tại vì tới 7 tô là ăn nhiều nước no. Bây giờ mình ăn cái rồi các bạn có thể húp một miếng nước thôi, đừng ăn hết nước. Ở đây có ớt sa tế nữa ha. Bỏ vào ăn cho nó cay cay một chút xíu thì trời, nhưng mà nó cũng xé xé lắm. Ok các bạn, thì đây là cái tô mì Mỹ Tho, tô hủ tiếu Mỹ Tho đặc biệt nha. Đó, thì đây có cái gì đây? Và coi, đây có một cái cục xương nè, cũng rất là to đó. Rồi cái gì nữa, mấy cái black thịt xá xíu, đó, rồi rất thịt cũng to, rồi tôm, rồi có trứng cút, đó, mấy cái trứng cút nữa, rồi. Rồi rau cải ở bên dưới, và thử cái nước lèo thử ngon không? Thử cái nước lèo coi sao.
cái quan trọng là cái nước lèo các bạn. À, những cái món ăn mà súp như thế này, cái nước lèo nó cực kỳ quan trọng luôn. How you feel? It's good? Okay. Yeah, vậy là cái nước lèo cũng là cùng chung với nước lèo của những cái món mì bảy tô mình đang ăn luôn các bạn. Thì nói chung là nước lèo ở đây là rất là ok. Rồi mình thích cái nước lèo đây rồi đó. Hai cái này nóng. Vừa xong một tô rồi đó. Bây giờ mình sẽ tính giờ, ok. À, từ cái tô thứ hai mình sẽ tính giờ coi là bây giờ mình ăn 6 tô còn lại trong vòng bao lâu. Đây giống như là tự giết mình, tự hành hạ bản thân. Ok, bây giờ là 2 giờ 16 phút, ok. 2 giờ 16 phút là mình sẽ ăn 6 tô để mình coi cái bao nhiêu phút bắt đầu. Sẽ cho bộ bộ ớt sắp tới. Câu giờ không. Thì các bạn chấp mấy phở chấp mấy giây rồi đó. Bây giờ quốc cái tô nước trước rồi đó. Giờ tới ăn mì khô, mì khô. Oh, thank you, thank you. Xưa lúc mà mình ở Sài Gòn mình nhớ mình có một cái chỗ bán mì Nam Vang các bạn, à, rất là ngon. Hình như nó nằm trên đường Lý Thái Tổ thì phải. Nó nằm ở trên vỉa hè thôi, cái quán đó nó nằm ở trên vỉa hè chứ không phải là cái mấy cái bàn ăn nằm trên vỉa hè, rất là ngon. Tính toán mình có hàng ở đó nhưng mà lâu quá rồi, bây giờ còn bán hay không. Ba tô cũng thấy mệt lắm rồi đó. Đó, biết chưa? Ok. Ăn cái review cho các bạn coi. Các bạn nhớ share và subscribe cho cái channel của mình nha. Cái này là tô mì thịt bằm. Mì khô thịt bằm. Cái nước này thì nó trôi. Thời gian cứ hết trôi đi. Thấy bắt đầu mệt rồi đó. Bây giờ mấy phút rồi? 2:22 rồi. Tự nhiên làm khổ chính mình chi. Ở Việt Nam có cái bảy tô này không trời? Có Việt Nam có 7 tô, chắc có vậy. Yeah. Việt Nam có 7 tô không ta? Các bạn nào biết comment chắc nhiều lắm á. Chắc vừa nghĩ có mà. Chắc có các bạn. Văn hóa Việt Nam mà, chứ cái này không ai chán. Nhiều khi phải 7 tô, nhiều khi có mười mấy tô sao? Dạ yeah, đúng rồi. Có à, có chỗ nào bán hủ tiếu 7 nồi không? Chẳng hạn như thay vì bỏ cái tô bỏ cái nồi nhỏ
thôi, tôi thì dễ ăn hơn. Các bạn biết không, người Nhật á, cái văn hóa bên Nhật cái nhà mà các bạn ăn mà súp, mấy món súp ở bên Nhật á, mà các bạn qua bên Nhật ăn á, là khi mà các bạn ăn mà các bạn hút nghe rột á, là người Nhật rất là thích. Cái văn hóa Nhật nó vậy á, chẳng hạn như các bạn qua bển thì các bạn sợ, các bạn ăn rồi nói chung là nhẹ nhàng im đúng không, nhưng mà người Nhật cứ cảm thấy vậy là chắc là có thể là cái món ăn không ngon, nhưng mà nếu các bạn mà cầm cái tô luôn, các bạn bưng, các bạn hút rột á, là người Nhật rất là thích. Thì đó là cái văn hóa của Nhật. Cầm hấp thử đi. Hả? Thôi mệt quá, non. Cầm tô, cầm hấp thử. Nó giống vậy nè. Để cho bà biết là mì của người ta ngon. Nó giống vậy đó, nhưng mà mệt quá, không hấp hết. Đó chỉ là mỗi nước có một cái văn hóa khác nhau. Thì nước Mỹ các bạn là đa sắc tộc, đa văn hóa. Gặp okay. Chị nữa kìa. Chị qua bên cưới. Bạn Quỳnh. Dạ. Yeah. Ok, tô cuối cùng. Hai nói. Thịt xa xíu. Còn tô kìa. Ủa xương kìa. Thì chết xương thôi, uống thì chết xương rồi. Cái tô này có mấy cái cọng mì nó. Cọng mì này giống như mì gói hơn. Cọng mì nó lớn hơn. Mấy cọng mì bên này giống như là mì trứng. Cọng này có thể là mì gói. Và mình mà không có sure lắm. Ok. Nhưng mà thấy thì giống. Cọng mì nó xoăn hơn nữa. Sắp hết rồi bạn ơi. Cái mình có thịt xương bonus của vợ ha. Chờ video này nha. Yeah. Coi chắc hấp dẫn các bạn. Thấy ngon không? Dạ. Khoảng chừng nào có. Dạ. Khoảng chừng nào không, em còn có mấy cái video đám cưới nè. Để em có video đám cưới. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thank you. Dạ. Yeah. Chị vui vẻ nha. Mình có hai cái anh chị đó cũng coi cái channel của mình. À, hai anh chị cũng ở Atlanta. Yeah. Cái này cũng xương, xương ống, có cái tủy này. Cái cục xương này á là của vợ mình đem qua nha. Nếu như bonus thì đó, mà cái này giống như giết hơn á, tại mình đang ăn no quá. Nhưng mà nó ngon, cục xương ngon. Cục xương này biết ngon nhất cái gì không? Cái tủy của nó. Nó là béo luôn. Ok, vậy là mình xong 7 tô, 6 tô các bạn, là 31 phút, bây giờ là 2:31. Vậy là lúc nãy là 2:16 đúng không? Nãy 2:16, bây giờ 2:31. Đấy, có nghĩa là 15 phút là mình hoàn thành xong 7 cái tô này. Không, 6 cái tô, tại có lần nãy có một cái tô mình ăn mình chưa tính phút, vậy là khoảng 18 phút vậy đó. Mình hoàn thành luôn 7 cái tô này các bạn. Yeah. Thì mình thấy là nhà hàng này là chất lượng đồ ăn, và đặc biệt là cái chất lượng của cái súp nó ngon.
nó gọi là đúng cái hủ tiếu Mỹ Tho mà hồi đó mình ăn. Thế thường là mình thấy tại các bạn thấy không, nếu mà các bạn là người dân miền Tây á, các bạn là dân miền Tây mà các bạn thấy hủ tiếu Mỹ Tho đó là cái văn hóa quê mình là ở Bến Tre thì rất là sát Tiền Giang luôn. Mỹ Tho Tiền Giang mà hồi đó mà khi mà mình ở trên Sài Gòn làm việc á, thỉnh thoảng mình về lại Bến Tre này mình sẽ đi ngang Mỹ Tho thì mình có ghé vào những cái quán hủ tiếu Mỹ Tho ở bên cạnh đường á, tức là khi mà các bạn ra khỏi cao tốc Trung Lương rồi á thì sẽ có cái khu vực Bùng Binh ở chỗ đó bán mấy cái tiệm hủ tiếu Mỹ Tho này các bạn ghé vào ăn. Cái là mình nhớ lại làm một thời một cái kỷ niệm của mình ở Việt Nam. Thì khi mà mình thấy cái tiệm này rồi á thì các bạn nghe cái tên Mỹ Tho này nó rất là thân thuộc, thì đó là lý do mình muốn vào cái quán này để mình review cho các bạn ăn, cũng như là trong đây mình thấy là có rất là nhiều những cái món ăn quen thuộc. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay ấy, người ta cũng mở bán, mới mở bán thôi, cho nên là còn gặp những cái vấn đề giống như là nó hơi lung tung hay là nhân viên một chút xíu hay là những cái món ăn chưa đầy đủ. Nhưng mà các bạn thông cảm, thì có thể là sau một khoảng thời gian sau nữa thì sẽ có rất là nhiều đầy đủ món hơn, và cũng như là cái chất lượng mà các phục vụ nó sẽ nhanh hơn. Còn ngoài ra thì mình thấy nó rất là good ở đây các bạn. Các bạn cũng có thể ghé ăn hủ tiếu Mỹ Tho tại cái khu vực chợ Hồng Kông nha, để các bạn cảm nhận nó như thế nào. Ok, Brand rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của Brand. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Và các bạn đừng quên bấm share cũng như là subscribe cái channel Hello Lambda nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.